Cho nên khi mình người sống á, mình có còn tay chân, còn có thân người để làm này làm kia, khi mình chuyển tâm mình khấn cho ông bà mình á, ông bà mình được phước lắm. Thì với cá nhân thì cũng có một lần kinh nghiệm, tại đọc tới đâu thì nhớ thì nói luôn. Năm ngoái thì thường thường á, lâu lâu á, Kiệt thỉnh ba Kiệt, ba là ba cái xác phàm đẻ ra Kiệt nè. Thì ổng đang ở trên cõi tứ đà tứ tứ thiên dương á, thì ổng về ổng nói chuyện, thì hỏi bà có nhắn gì không, thì trong nhà ba mới nhắn á, thì con kêu kêu mấy anh em á, trong nhà những người thân á, khi nào mà cúng chùa hay là lại Phật hay gì á, nhớ khấn một cái tên, tên của người thân mình á, thì ở bên cõi kia á, ở trên trời á, ba của Kiệt á cũng được một cái credit. Cái credit cũng giống như cái thuốc, cũng như là mình được thưởng vậy, ở trên đó vậy đó, lấy hoài lên trên chút vậy đó, nó có thật. Thì mà ở đây ba Kiệt mất rất là lâu rồi, năm mấy 99 á, nhưng mà có chuyện gì thỉnh thoảng cũng thỉnh về nói chuyện được, chứ mất không có phải mất, ông đang học cũng chảnh đó. Thì hồi xưa đó thì lúc ông làm nghề gỗ, ông đi cưa cây ở rừng Lâm Đồng 30 thuộc đó, ngày ông mất Kiệt nằm mơ Kiệt thấy cái mặt của ông đó, bị mấy con chim mổ lủng lủng hết à. Cái hỏi sao ba sống hiền quá mà sao chết bị mấy con chim mổ, thì ông nói là bị trả cái nghiệp. Thì sau này á, đến khi lớn lên á, là mới hiểu được á, là mấy con chim nó làm tổ trên cây á, người vô cũng cưa cây thì bị tội, làm mất hơi chết nó hay gì đó. Mà sau này khi mở chùa với làm núi rồi á, cái hồi hướng cái sinh hết, thì cái ngày mà cái sinh hết cho dòng họ nhà Kiệt á, thì Xích Long á là ông rồng ông chỉ, thì phải đặt tên của họ lại hết, chứ họ không có được về cõi trời. Thì sau đó đó thì khi đặt tên rồi, cũng như là cho cái visa rồi đi vào cổng trời, thì lúc đó Xích Long cũng cổng lên về chảnh hết. Thì từ đó tới hôm nay á, trong nhà thì không có thấy, chứ hồi xưa năm mơ năm ngủ thì trong nhà nhiều thấy, mà khi những người đầu thai lại nha, hoặc như cõi trời đó, mình sẽ không có thấy nữa. Đó là chuyện của riêng kia. Đọc tiếp. Nói xong, Quỷ Dương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ giường chim bao chợt thức tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước pháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương thức làm cho chúng nó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Dương vô độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn lúc đó nay là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó thì cái cốt của ngài Địa Tạng Vương là một thánh nữ, là một người gái có hiếu, nhớ cha nhớ mẹ, mẹ bị mất, khác hơn một dần liên chút ha. Rồi đọc cái tới phẩm thứ hai, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phân Thân Tập Hội, phẩm thứ hai. Tại có cái màn hình tivi nhìn thấy nó ngộ ngộ, nhưng mà cũng đơn giản, để cái máy iPhone đầy rồi quay. Bữa nhờ có thằng kia nó mách chỉ giùm mới. Hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo
ở mười phương cũng đều đồng số nghìn muôn ước na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong dòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu nhiều khổ, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng. Dứt nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi quỷ thác: bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng so đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả tư nghì, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một, hai phần chúng sinh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân, lập ra nhiều phương thức trong chúng sinh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi sai khác như thế, hoặc hiện thân trai, hoặc hiện thân gái, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao gạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi họ độ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời Phạm Dương, hoặc hiện ra thân vua Chuyển Luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, u bà tắc u bà di, là mình á, Phật tử nam, Phật tử nữ. Tỳ kheo là mấy thầy thời nay mau lên chức thượng tọa lắm, chưa có đủ 20 năm thọ kiết hạ nữa mà lên chức chiều dù. Nhẫn đến hiện ra những thân thanh văn La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải để có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sinh can cường đầy tội khổ khó khai quá như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ân cần phó chút đây mà gán độ chúng sanh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lạc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Thì trong này cũng có nói Phật Di Lạc sẽ ra đời, bây giờ là ra rồi, cho nên mình đọc kinh Địa Tạng bữa nay
cũng có một chút hợp thời hợp cảnh để mấy quan chức lớn của mình đừng có tưởng là không có địa ngục. Chạy qua Mỹ mua visa qua lấy quốc tịch Mỹ cỡ nào nữa, cái địa ngục nó càng bự hơn nữa, chứ không phải qua tới Mỹ là lên thiên đàng đâu. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới nghiệp chung lại một hình, nhưng lợi thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ, các diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp 5.000 muôn ức hằng hà xa thế giới. Con phân hiện thân hình, nghĩa là một một vị Phật đó phân thân ra nhiều nơi, giống như một cái phim chiếu được nhiều nhiều chỗ vậy đó. Mỗi thế giới hóa hiện 1.000.000 muôn ức thân, mỗi thân có hóa độ 1.000.000 muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn dòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng nảy lông tóc, con điều độ thoát lần lần làm cho nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh đồng lo lắng. Cái này nói hai lần. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay 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 thay hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh, xong rồi ông thời liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Quán Chúng Sinh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba. Phật Mẫu thưa hỏi: lúc đó Đức Phật Mẫu là Ba Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: thính giả, có một lần nói chuyện với sư phụ, tức là đức đức thầy á, đức thầy Tây An á, đức Phật thầy á, con hỏi Phật chủ trì Địa Mẫu, nhưng mà với mẫu này mẫu kia ta ai cũng kêu mẫu nhiều, thì lúc đó sư phụ giải thích với kiện như vậy: bên Phật có rất là nhiều mẫu, ở nhiều vô số mẫu, đủ mẫu hết, nhưng mà mẹ nó Phật chủ trì Địa Mẫu á, mà việc thờ trên núi á, là lớn nhất, là cai quản hết tất cả các Phật mẫu kia. Đó là sư phụ giải thích vậy đó. Còn đây cũng nói Phật mẫu, nhưng mà Phật mẫu khác nha. Chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra như thế nào? Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật pháp, nơi thời không có Phật pháp, nhẫn đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề, chiêu cảm
lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận thấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: xin Thánh giả nói cho Bồ Tát Lục Thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như thế này. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào không ra khỏi được. Muôn ức kiếp là lâu dữ lắm á. Nhưng có những chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ hình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền. Thời nay mấy vụ này chắc nhiều á, mấy thầy thời đại á. Hoặc giết hại, hoặc những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Đây có ông thầy mà chuyện hai ba bà Phật tử ghen với nhau á nghe, thì ra quần chúng ở đây người ta mới biết cho đánh ghen để giành ông thầy, rồi nhắn tin, rồi lên mạng, rồi nói qua nói lại quá trời luôn. Thầy cũng đắc đạo dữ lắm á. Đây nhiều vụ đó, nhiều vụ mấy bà Phật tử đánh ghen nhau vì ông thầy. Như chúng sanh giả làm thầy Sa Môn, kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn. Cái này cũng hợp thời hợp cảnh đó. Đọc lại này nha. Như chúng sinh giả làm thầy Sa Môn, kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn. Nghĩa là ngoài anh trai, trai trường, nhưng mà miệng tâm không có trai trường. Đó là vậy. Lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Để mình đọc lại cái này thấy nó quá hợp thời luôn á. Như chúng sinh giả làm thầy Sa Môn, kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn. Sa Môn là mấy thầy mình á. Lạm dụng của thường trụ, bữa có ông thầy gì mình Nam Ca Ly á, chết cái để đóng kho tàng lại á, rồi cái giành giật với nhau á. Trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y Phật tử, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục. Vô gián địa ngục chắc mấy tỷ năm á, ít nhất phải đợi ngàn Phật ra đời rồi chưa được chưa nữa. Ăn không được đó, vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Nghĩa là có mấy kinh Phật kia thì cũng nói đĩa cầu á. Thời nay mà thầy làm sai đĩa cầu Phật tử mà hộ mấy ông thầy không đúng, cũng thầy cho cộng nghiệp đi chung cầu cho vui. Trên này là mình cũng náo nhiệt chung, mình ca hát trước chánh điện, rồi mình ăn tiệc, rồi mình giành thầy, mình cua thầy, ố đủ hết. Còn thầy thiếu Phật tử, giành Phật tử, đụng độ mấy thầy khác, và chùa này đụng độ chùa kia cũng giành Phật tử, nhiều vụ này lắm. Đó, thì khúc này nói vậy đó. Vô gián địa ngục. Chữ vô gián là gì không biết nha. Đó kêu mấy thầy dịch dùm chữ vô gián là thời gian bao nhiêu năm, chắc điếm không được mới gọi là vô gián. Ví dụ như Mỹ nó trillion là nghìn nghìn tỷ đô, còn này vô gián là hết số luôn rồi, không còn số để đếm luôn. (Cười)
hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục nhân dân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào không ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên, đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ, chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Maya phu nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó có 500 chỗ, mỗi chỗ là giống như phòng nha, phòng nhì vậy á, rồi cái phòng nhì, phòng một, phòng hai. Bà Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong Thứ Thi Huy có chỗ 18, chỗ 500, chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp dòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, lớn dữ lắm địa ngục. Thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành, không có chỗ nào, không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu di một muôn 8.000 dặm từ ngục, cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Chó sắt, lửa sắt. Trong ngục có giường rộng lớn muôn dặm, một người thọ tội thời tự lấy thân mình nằm dày chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự lấy thân mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra, nó cảm giới về như thế. Lại có những người tội chịu đủ sự khổ, trăm nghìn quỷ dạ so cùng với các loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn, giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ so khác cầm chĩa lớn bằng sắt, đâm vào đầu người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không lấy chĩa hứng lấy để lại. Trên giường lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội. Trời ơi, ghê quá. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh giày đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lội kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quất lấy thân người tội. Một ngày một đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại.
Nói lúc này á, trong kinh là sư Kiệt có đọc á, con người mình mà chết á, xuống địa ngục á, mà Phật nói á, cái gì nói á, mà mình mà có phước á, mình chỉ chết một lần, tức là bị tội một lần thôi. Ok, cho bên này tôi ngoại tình, tôi ôm cục đồng, cái xèo một cái chết, chết cái ngày địa tạng, thả một luồng gió xảo phong cái mình sống lại, thì sống, trả cái nghiệp sống, trả xong cái lên đầu thai làm súc sanh, con gà, con heo rồi lên tới để mình trả thịt lại, chứ đâu có tiền đâu trả, thì lấy thân trả, đó, rồi trả bao nhiêu kiếp thú vậy đó, rồi xong có đầu thai làm người bị đuôi cùi, nghèo, rồi tới làm người nghèo, bệnh tật, rồi đầu thai qua Phi Châu, đầu thai qua những cái nước mà không có Phật Pháp, không có chùa, không có thầy, rồi sau đó đầu thai những nơi biên cương lãnh địa đó, rồi từ từ bắt đầu lên, rồi bắt đầu mới biết tu, bắt đầu mới thay đổi cái nghiệp, chứ làm tội có một chút thôi mà trả quá trời trả, trả cầu mấy trăm năm luôn á, trả vốn lẫn lời. Nên giờ cơ hội con rùa mà ở dưới sông mà là nước chảy tứ phương, chảy hướng này chảy hướng kia, mà khi mà nổi lên á mà đụng khúc gỗ á là đó, chuyện đó rất là khó. Nhưng mà so với con người mà đầu thai được làm người á, nó còn dễ hơn là cái con rùa mà nổi lên mà đụng khúc gỗ nữa. Thì đó là sự thật vậy, chứ không phải kinh nói mà không có nha, thì không, mấy gì đâu cần phải hù mình đâu, mấy gì chỉ hết, nói hết, bài thi gì cho đáp số luôn á. Kiệt lên đây nói lâu nay cũng gọi vừa thấy vừa cho vừa nhắc tuồn luôn á, không nghe nữa thì mai mốt trời Phật rất là thương mình.